Vì sao vợ chồng hay cãi nhau? Kính chào quý vị khán thính giả thân thương của kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, sau khi kết hôn, nhiều cặp đôi vợ chồng cảm thấy sốc vì cuộc sống không như họ tưởng tượng. Khi còn yêu nhau thì hai bên tình cảm thắm thiết, về chung một nhà lại thường cãi vã vì những vấn đề vặt vãnh. Điều này vô cùng ảnh hưởng đến tâm trạng của người trong cuộc cũng như làm tình cảm hai bên bị khủng hoảng. Nhưng cũng không phải cặp đôi nào cũng rơi vào tình cảnh ấy. Có nhiều cặp đôi đã chuẩn bị kỹ càng những hành trang để bước vào cuộc hôn nhân. Cùng với đó, họ biết cách điều chỉnh hành vi giúp mối quan hệ hài hòa hơn. Bởi vậy, nếu cặp vợ chồng nào thường xuyên cãi vã vặt vãnh vì những chuyện nhỏ xíu, có lẽ là do ba thiếu sót sau trong mối quan hệ của mình. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. 1. Vợ chồng không biết cách điều chỉnh sự thiếu hụt của bản thân. Ai mà chẳng có khuyết điểm, với những người đã kết hôn, những khuyết điểm ấy mới bộc lộ rõ nét hơn vì có người chung sống một nhà, sớm chiều chung đụng. Bất cứ khuyết điểm nào cũng có thể thành ngòi nổ cho mâu thuẫn. Bởi thế, cả nam giới và nữ giới nên nhận ra rằng thiếu sót của bản thân có thể ảnh hưởng đến tình cảm của họ và đối phương. Bởi thế, bạn hãy nhìn nhận lại bản thân mình, nhận ra mình thiếu sót và dễ dàng gây rắc rối cho hôn nhân ở điều gì, rồi tìm cách giải quyết chúng. Thật ra, khuyết điểm thì ai cũng có, chúng cũng chẳng phải điều gì quá mức ghê gớm nếu như bạn muốn và cố gắng tìm cách sửa chữa. Nhận ra bản thân mình như thế nào, cái sai của bản thân ở đâu và có ý thức sửa chữa sẽ là một cách giúp hôn nhân tránh đi những màn cãi vã trong cuộc sống bắt nguồn từ thiếu sót đó. 2. Không biết đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ. Trên đời này không có ai là hoàn hảo, chứ chưa nói đến một cặp đôi hoàn hảo. Tất cả những cặp vợ chồng kiểu gì cũng có xung đột nảy sinh, dù ít dù nhiều. Một số cặp đôi có thể bao dung và thấu hiểu cho nhau, một số khác thì không. Sự bao dung, thấu hiểu và đặt mình vào vị trí của nhau để suy nghĩ vô cùng quan trọng. Nó giúp chúng ta có thể suy nghĩ về mọi thứ theo quan điểm của người bạn đời. Nhiều khi suy nghĩ vấn đề nào đó, con người đều tự cho mình là trung tâm. Mâu thuẫn xảy đến, ai cũng cho rằng mình đúng, bên kia sai. Nhưng sự mù quáng này trong hôn nhân sẽ dẫn đến hàng loạt cuộc cãi vã, xung đột, dù chỉ từ việc nhỏ nhất. Bởi thế, khi vợ chồng xung đột, các cặp đôi nên đặt mình vào vị trí của đối phương, nhìn vấn đề từ quan điểm của họ để suy nghĩ và hành động, tránh dẫn đến xích mích không đáng có. 3. Không có đối thoại bình đẳng. Mặc dù chúng ta luôn chủ trương bình đẳng nam nữ, nhưng trong nhiều gia đình, tình trạng bất bình đẳng vẫn xảy ra. Ở đó, địa vị gia đình của đàn ông và phụ nữ thường được xác định bởi khả năng kiếm tiền của họ. Trường hợp đàn ông làm chủ gia đình có quyền quyết định tất cả mọi việc là phổ biến hơn cả. Nó cũng là tình trạng của đa số gia đình hiện nay, và đàn ông trong nhà lại thường ra trường, có tính áp đặt. Bởi thế, các cuộc trò chuyện, bàn bạc giữa hai bên vợ chồng không thể nào bình đẳng được. Vì nguyên nhân ấy dẫn đến xung đột nhỏ nhặt và các cuộc cãi vã thường xuyên diễn ra. Bên có địa vị thấp hơn thì lên tiếng chống đối, bên địa vị cao sẽ cố gắng đàn áp. Tình trạng gia đình sẽ căng thẳng và việc cãi cọ xích mích là như cơm bữa. Bởi vậy, môi trường đối thoại bình đẳng giữa hai vợ chồng vô cùng quan trọng. Nếu đối thoại dựa trên tình trạng không bình đẳng sẽ dần dẫn đến kết quả khó thuận hòa cho cuộc hôn nhân. Quý vị thân mến, bên cạnh ba điều làm hôn nhân trắc trở, muốn hôn nhân hạnh phúc và bền chặt thì nên thảo luận rõ ràng về việc phân bổ tài chính và cách quản lý tài chính sau khi kết hôn. Hôn nhân giống như một chuyến tàu đưa hai người đi một hành trình mới của cuộc đời. Hành trình đó có thể không phải lúc nào cũng hòa thuận, hạnh phúc. Kèm theo nó, đôi lúc còn có cả những tranh chấp, cãi vã. Nhà văn Ishikawa Tatsujo của Nhật Bản trong cuốn Dark Twilight có viết rằng bạn càng coi trọng hôn nhân, bạn càng muốn trở thành người vợ lý tưởng trong suy nghĩ của chồng mình. Phụ nữ là như vậy. Sau khi kết hôn, Hương đã trở thành một người như thế. Cô để chồng mình, Thắng, chủ động quản lý tiền bạc. Một là do anh kiếm được nhiều tiền hơn, hai là do Hương vô tư, không thích cầm tiền và lo lắng về nó. Cô rất tin tưởng chồng và hoàn toàn không để tâm đến chi tiêu trong nhà. Thắng lúc nào cũng đùa, bảo mình cầm tiền cũng mệt, mình là máy ATM của vợ, cô cứ yên tâm.
Hàng tháng có lương thì Hương sẽ nộp cho chồng, mình giữ lại một khoản nhỏ chi tiêu. Khi cần tiền mua sắm, cô lại xin trợ cấp. Tuy nhiên theo thời gian, số lần lấy được tiền từ tay Thắng ngày một khó. Ví dụ, Hương thích chiếc áo khoác 700.000, Thắng sẽ nói nó quá đắt và chỉ đưa cho cô 500.000 thôi. Sau này có lần cô muốn mua giày hoặc quần áo, chồng cô bảo luôn, năm ngoái em mua cả mớ, đã mặc hết đâu. Dần dần Thắng phản đối chuyện vợ tiêu tiền và kiểm soát luôn nó, khiến Hương thấy bế tắc. Một năm nọ, gần đến Tết, Hương muốn biếu bố mẹ hai bên, mỗi nhà 5 triệu, nên nói chồng đưa tiền cho mình. Chồng cô bảo rằng bên nội anh sẽ tự gửi, bên ngoại thì biếu 3 triệu thôi. Hương nghe xong rất không vui, thế nhưng tình cờ cô nghe được cú điện thoại của chồng nói với mẹ chồng rằng đã gửi qua 15 triệu mẹ xem mua sắm Tết. Khi Hương nói chuyện với chồng, anh ta gào lên, tôi là chủ gia đình và kiếm được tiền, tất nhiên tôi có quyền kiểm soát việc chi tiêu, việc gì phải bàn với cô. Trái tim Hương tan nát và nhận ra dường như việc mình thờ ơ với tiền bạc trong nhà tạo nên tình thế không ổn. Sau 10 năm hôn nhân, cô không một xu dính túi, chi tiêu cái gì cho mình cũng phải ngửa tay xin chồng. Nhà có tài khoản tiết kiệm bao nhiêu cô cũng chẳng nắm được. Chồng tiêu xài thì không bao giờ bàn bạc với vợ, khiến cô tổn thương. Hương đã bình tĩnh bàn bạc với chồng, mong anh cho mình biết thu chi trong nhà để nắm được điều cơ bản nhất. Lần nào Thắng cũng gạt đi, thậm chí còn nói hàng tháng sẽ cho vợ thêm 2 triệu và đừng gây thêm rắc rối nữa. Vì điều này mà cả hai đã xảy ra chiến tranh lạnh. Quá buồn đời, Hương rủ bạn thân đi mua sắm rồi đi ăn một bữa, tốn 900.000 mỗi người. Sau khi về nhà, Thắng thấy vợ xách đồ thì tỏ vẻ không vui. Sau khi thấy hóa đơn ăn uống rơi ra từ túi xách, anh ta sầm mặt xuống, bắt đầu cãi vã với vợ vì 900.000. Hương hết sức bình tĩnh, nói rằng đây là tiền mình làm ra. Suốt nhiều năm hôn nhân, cô đi ăn một bữa ngon thì có gì sai. Hai bên đã xảy ra cuộc khẩu chiến quyết liệt, chồng cô lên án vợ tiêu xài hoang phí, không biết nghĩ cho chồng con. Người có thu nhập cao như anh ta cũng không dám như vậy. Hương ăn bát bún, cái bánh bên ngoài thì thôi, đây là cả bữa ăn cao cấp lên đến gần triệu bạc, người vợ như cô thật không chấp nhận nổi. Hương lại nói rằng, xưa nay chồng chi tiền cô cũng đâu được biết, bây giờ chỉ vì một bữa ăn mà Thắng chỉ chiết, nói những lời không hay, hai bên không thỏa hiệp, không thể bàn lại nổi chuyện kinh tế trong nhà, cho đến khi Hương quyết định ly hôn, tự giải thoát cho mình, cuộc hôn nhân chấm dứt chỉ vì 900.000 cho một bữa cơm. Trong cuốn sách Nói về tiền không làm tổn hại mối quan hệ của các cặp vợ chồng, có một khái niệm được đưa ra, đó chính là không chung thủy trong tài chính. Có nghĩa, vấn đề tài chính giữa vợ chồng không phải do cách tiêu tiền mà do họ có vi phạm thỏa thuận khi tiêu tiền hay không. Như đôi vợ chồng Thắng và Hương, Thắng nói rằng mình là cây ATM của vợ nhưng lại che giấu mọi thứ với cô, tính toán đủ điều khiến cho Hương tột cùng mỏi mệt. Đó là một kiểu vi phạm thỏa thuận khi tiêu tiền. Tình cảm vợ chồng có tốt đẹp hay không, nhiều lúc nói đến vấn đề tiền bạc sẽ lộ ra ngay. Vợ chồng với nhau phải nói về chuyện tiền bạc, kinh tế, tình cảm dành cho nhau cũng không thoát khỏi vòng quay này. Có câu nói như thế này, dấu hiệu quan trọng của một mối quan hệ vợ chồng trưởng thành là thực sự hiểu nhu cầu của nhau, đồng cảm với những niềm vui, nỗi buồn của nhau và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong mọi tình huống. Sự thỏa mãn nhu cầu liên quan mật thiết đến tiền bạc. Bởi thế, muốn hôn nhân hạnh phúc và bền chặt thì nên thảo luận rõ ràng về việc phân bổ tài chính và cách quản lý tài chính sau khi kết hôn. Về thu chi, hai bên có thể thẳng thắn với nhau. Đó là một loại tin tưởng, công nhận và hòa nhập đối phương vào cuộc sống của chính mình. Dám nói chuyện tiền nong giữa hai vợ chồng một cách thẳng thắn, chứng tỏ tình cảm của họ ngày càng bền chặt hơn. Khi kiểm soát tiền bạc, ai cũng có những suy nghĩ riêng, nếu có sự khác biệt hay bình tĩnh trao đổi để hai bên thấu hiểu nhau. Tiền bạc nhạy cảm, nhưng không có nó thì hôn nhân cũng chỉ như bọt biển mà thôi. Hãy bàn bạc để đưa ra phương án hợp lý nhất với chuyện kinh tế trong nhà. Nhà giáo dục Liên Xô Sukho Milinki từng viết rằng, tình yêu đích thực không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự thấu hiểu thế giới nội tâm của nhau. Hy vọng rằng các cặp đôi đang thiếu sót trong suy nghĩ, hành động hãy tự thay đổi bản thân mình để không khiến mối quan hệ mệt mỏi vì những cuộc cãi vã.